Xin chào các bạn, mình là Phi Đô Phòng. Thì hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi gọi là ai sẽ là người thủ môn xuất sắc nhất ở TPD các bạn nhé. Thì các bạn nhìn thấy rồi đấy. Thì đây là các phụ kiện để làm thủ môn nhé. Thì bây giờ anh em tôi sẽ bốc thăm. Ok. Bốc đại đi các bạn ơi. Rồi. Thì hy vọng tôi sẽ vào cái mâm cái to nhất để cản phá bóng nó dễ các bạn ạ. Tôi là cái vung to bạn nhé. Vung vừa các bạn ơi, vung vừa. Tôi là mâm à? Tôi là vung to nhá. Tôi vung bé nhất các bạn ạ. À. Tôi mâm nhá. Mèo đỏ thế, chọn đúng mâm rồi. Tôi đỏ, cái này tôi đỏ lắm rồi. Cụ bắt con của Vinh. Hiếu là cái này, tôi là cái vừa này. Các bạn ơi. Thì hôm nay tôi bốc vào cái mâm to hơn cả thằng Hiếu này thì khả năng tôi ăn chặt cho. Bạn ơi, mâm to nhưng mà nó không biết bắt thì cũng bằng không à các bạn ạ, thật. Tôi chỉ cần cái mâm này là tôi đã cản phá hết những cú sút của bác Ngọt rồi. Tôi sẽ là người chiến thắng nha. Các bạn ơi, còn tôi thì khả năng chuyện xạ thì rất là tốt. Còn bốc vào đúng cái vung to các bạn ạ. Thì hai cái nó kết hợp với nhau thì tôi ăn chặt các bạn nhé. Cái gì tôi cũng có lăng khiếu. Các bạn ơi, tôi không có nhiều, tôi cái nhỏ nhất thì tôi dùng hết khả năng của mình để cản phá thôi nhé các bạn nhé. Các bạn ơi, tôi là người đầu tiên bắt nhá. Thì bây giờ bác Ngọt sẽ bốc thăm để xem bác Ngọt đá bằng quả bóng nào khi tôi bắt nhá. Các bạn ơi, thì video này bác Ngọt sẽ là người sút bóng nhé các bạn nhé. Thì với mỗi một người thì bác Ngọt sẽ bốc một quả bóng để sút nhé các bạn nhé. Các bạn này, tôi là người mạnh nhất team và hôm nay tôi sút cho bọn này tung hết chảo, tung hết mâm, rồi tung hết xoong. Đây không biết là cái vào cái gì. Hy vọng là vào quả bóng hơi, quả bóng truyền thì tốt. Ui, quả bóng truyền ra. Nói chung quả bóng truyền ra sút lực cũng mạnh đấy các bạn nhá. Đấy, nhưng mà chỉ được một quả duy nhất thôi. Xem ông Côn là người bắt đầu tiên nhá. Rồi tôi sẽ xuyên thủng hàng bức tường của Côn này. Thì mỗi lần sút của bác Ngọt là sẽ có 5 quả. Sút đầu tiên của bác Ngọt nhá. Các bạn ơi, mỗi lần 5 quả thì tôi sẽ biểu diễn 5 kỹ thuật khác nhau. Quả đầu tiên là đau bụng đẻ nhá. Rồi, được chưa? Đây là bà chửa. Tôi phải đóng hết cho các bạn này. Ôi, cô đã đứng yên đấy à? Các bạn ơi, cô làm gì có tí phản xạ nào. Thủ môn không nhìn thấy gì. Năng lực lắm. Không làm gì được, các bạn ơi, rất là nhanh. Các bạn là khả năng là tôi làm ảo diệu quá. Bây giờ Vinh đến thứ hai, các bạn tôi muốn thích tôi làm theo kiểu đá theo kiểu phong cách gì? Cho đá vào rào. Cho đá vào rào? Ừ. Ok nhá. Rồi, bây giờ sẽ là phong cách cho đá vào rào nhá. Cho đá vào rào, cô phải bắt được không? Các bạn ơi. Siêu! Bóng đi rất là nhanh nhưng bác Ngọt sút rất lực nha các bạn nhá. Thì anh Côn không có một tí cản phá nào thật. Vào các bạn nhá, 2-2. Khả năng này Côn không bắt quả nào. Côn này mâm bé quá. Mâm bé quá. Liệt sút của bác Ngọt với anh Côn thì thật chứ thủ môn anh Côn thì cháu tí phản xạ nào các bạn. Bay người thì bay cho nó đẹp thôi các bạn ơi. Rồi đến đây là sút thứ 3 của bác Ngọt. Tôi sẽ làm theo yêu cầu của Vinh nhá. Vinh ơi, mày thích ta đá theo kiểu nào? Cắt lúa. Lại cắt lúa. Cắt lúa trước đá rồi đúng rồi. Đó kia là Vinh nhá. Còn cười. Đã hiểu cắt lúa rồi. Ngày xưa lúc nhỏ cái này. Ra ngoài này. Vẫn vào. Vẫn vào. Ôi bạn này kiểu cắt lúa vẫn vào bình thường. Thế là anh Côn 3-3 thì chắc thua chặt rồi các bạn ạ. Cái này là cái mông của Côn lại cũng rất là bé các bạn nhá. Và bóng chuyển ra thì đi lại rất nhanh. Cứ đi lại rất gần các bạn. Gần này gần được không? 4m thế này thì làm sao phải cả phá được không? Tôi sẽ đá quả tiếp theo. Hiếu đã sợ lý các bạn ơi. Này. Tôi những cái vùng như này anh Côn không to thì kêu chả bắt được quả nào. Tôi vùng này chắc bảo cả năm rồi các bạn. Bây giờ sẽ sang quả thứ tư à? Ừ. Vinh, bây giờ mày thích tao đá được kiểu gì? Quả thứ tư là khỉ đá bóng đi. Khỉ đá bóng. Khỉ đá bóng. Khỉ. Ừ. Vượn đi đấy. Nói nhá. Ừ. Vẫn vào. Vẫn vào. Anh có gì phản xạ đi đâu? Khỉ đá bóng à? Khỉ đá bóng hả đây? Đấy, khỉ đá bóng có khi nó hay hả? Ừ. Các bạn anh Côn thật thì được cái tài nó phét cho các bạn ạ. Chứ vừa đấy là
chả thấy cản được quả nào các bạn ạ, chưa chạm được vào bóng. Rồi, chắc đến là chúng ai bắt chúng ai biết nhá. Rồi. Bây giờ sang quả thứ 5. Tôi nhá. Quả thứ 5 thì xem ạ. Vinh và Tư quả thứ 5 thì là kiểu rồ củ cải. Rồ củ cải à? Ừ. Củ cải à? Ừ. Ui giời. Con nó sợ đi. Anh con gì có bắt được đâu. Rồi các bạn ơi, như vậy củ cải cũng vẫn vào. Con ơi, làm ra đứng đấy là vui à? Đứng cho vừa cho đủ trung thành như thế nào các bạn. Gần lắm các bạn ơi, không làm gì được. Bóng chuyền hơi nó nhỏ, nó đi rất là nhanh các bạn ơi. Thứ hai thì tôi sẽ là người vào bắt nhé các bạn nhé. Hy vọng là băng ngọt sẽ bốc trong quần ba quả kia, thì hy vọng băng ngọt sẽ sụ đúng quả bóng nhựa hoặc bóng tennis thôi các bạn ạ. Đó. Thì đến lượt của anh Hiếu thì băng ngọt sẽ bốc thăm nhé các bạn nhé. Bốn quả bóng của tôi, quả bóng truyền ra của tôi là khó bắt nhất vì nó đi rất là nhanh các bạn hiểu không? Bây giờ là sang bóng truyền hơi được. Còn các quả bóng truyền hơi, bóng nhựa hay là bóng tennis thì nó dễ hơn. Bóng truyền hơi chết. Ui lại là bóng truyền hơi, chết rồi thì gì? Em ơi, bóng truyền hơi nó đi liệu lắm. Bóng truyền hơi thì ai mà bắt được các bạn ơi. Em ơi, cầm cái đấy nhón này. Quả đá vỡ mặt thành Hiếu. Đúng rồi. Toàn dã thẳng lên, không phải đá nó góc như cái côn nữa. Dã hay cơ mặt để cho nó về để nó bớt bớt chơi lợn. Đá mặt như chả sao. Rồi. Bây giờ mày thích tao đá theo kiểu gì? Mày đá kiểu gì á? Ờ. Bắt đá kiểu mượn trộm xoài ngày xưa đi. Trộm xoài à? Ừ, nhón nhón đi. Ừ. Nhón. Đấy. Nhón đấy các bạn ơi, 1 vào 1 kiểu trộm xài nhá. Đúng như ý kiểu kéo ngoài chưa? Rồi 1 vào 1 Hiếu này nói gì đi em? Không nói được câu gì các bạn ạ. Trong thì chỉ có hy vọng là cái mâm của thằng Vinh là lợi thế nhất các bạn, vì mâm của Vinh nó rất là to. Đúng rồi, kéo mâm khả năng tôi ăn chặt rồi các bạn. Khả năng vẫn lăng quả lăng nhưng mà bóng mà tôi sút nó không tự tin lắm. Ừ. Rồi bây giờ sang quả thứ hai, Vinh mày thích tao đá kiểu gì? Quả thứ năm là kiểu chăn lợn. Đuổi lợn đi, xì xì đi đuổi gà ấy. Đi nào. Anh chạm đi. Có đuổi lợn nón vào à? À đây, đấy là đá theo kiểu đuổi lợn đấy. Anh này xem ai mà bắt được thế, không có tí phản xạ nào, quá tồi tệ các bạn ạ. Lần sau nếu mà đến lượt tôi bắt thì tôi sẽ trả 100 của các bạn nhé. Em này cũng nhanh cô này, tí nữa em vào bắt em biết. Rồi. Hiếu vừa ấy mà thôi chết rồi. Bóc xong cái đã thôi chết rồi. Rồi sang quả thứ ba nhá. Rồi Vinh mày thích nhá, đá theo kiểu gì? Quả thứ ba. Quả thứ ba chăn trâu. Kéo trâu này, kéo 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 về đi. Đúng rồi đấy, kéo đi về lúa. Quả sút nhựa trượt với cái cảnh các bạn rất là khó các bạn. Bóng nào là bóng nào 6 mét này rất là khó bắt luôn. Vậy là 3 và 3 nhá. Rồi, sao rồi? Từ từ. Chắc anh Hiếu chắc cũng 5 và 5 nữa các bạn ạ. Rồi. Không có tí năng thiếu là thủ môn các bạn ạ. Xong bây giờ mày thích tao đá theo kiểu gì? Bây giờ bác cứ đá bình thường thôi ạ. Chứ đá đấy kia Hiếu giật mình. Bây giờ kiểu đá theo kiểu sexy girl ấy. Ừ. Vinh với kiểu ấy. Kiểu nhảy sách ấy. Ừ. Ừ. Quả 2 quả cuối này nó mới ngọt vào được này. Được chưa? Đá này. Sexy girl ạ. Mày Căng à? Ừ. Thôi Hiếu ơi, quả cuối rồi. Quả đóng hết cỡ rồi, chả biết nó đi đâu rồi. Hả? À, được chưa? Mà đi. Sao Hiếu ơi, bảo bắt được. Hiếu nó quả nó... Thế mà nó không bắt được. Quả nó sợ lé đi.
đường bóng như thế bắt rất là quả trước ăn may cản phá được quả trước chứ làm sao mà cản phá được quả đấy sút đúng sát cổ sáng ngang thế thì thật sự các bạn ấy không bắt được bóng chuyển ra này đi nhanh lắm các bạn, như vậy là Hiếu nó cũng bắt được một quả nó mạnh đấy các bạn ạ. Thì Văn Ngọt là người sút lực nhất trong team thì giờ đến phòng giờ sẽ đến là tôi cản phá hai quả bóng rồi, một là bóng nhựa, một hai là quả bóng tennis rồi. Nếu mà vào tennis thì tôi nghĩ là không bắt được quả nào thật các bạn. Các bạn, còn tôi Văn Ngọt thì hợp nhau lắm nhưng mà tôi sẽ ngăn chặn tất cả cú đá ở Văn Ngọt. Bóng nhựa. Bóng nhựa phòng ăn không rồi. Bóng nhựa tôi nhắm mắt tôi cũng bắt được các bạn. Ok. Và bóng nhựa cũng rất là khó. Bóng nhựa liệng nhưng mà nó không có lực, phòng nó sẽ mở mắt ra các bạn, nó không những quả bóng khác. Vậy là cái trận sau là Văn Ngọt không và cần phải bốc bóng nữa nhá. Thì trận sau Vinh thì được cái mâm to nhất nhưng là Văn Ngọt lại đá quả bóng nhỏ nhất là quả tennis. Thì không nói nhiều nữa, giờ Văn Ngọt sẽ vào đá quả bóng nhựa phòng thủ môn bắt. Đây, tôi cho tôi chủ ra thủ môn này. Ba kia chú bắt đầu xem này. Ờ, Vinh này, quả sexy nhá bạn nhá. Quả sexy chưa vào, bây giờ nếu mà sexy mà không vào từ giờ không đá theo kiểu sexy nữa. Ừ. Tốt. Bắt đi, bắt đi. Một và một. Một và một, quả là sút giữa rồi. Chú Hằng, quả đi xin khi ăn 30 rồi. Ba ngoặt sút lực thế các bạn ạ. Thế nào tôi tệ. Đi nhanh view quả các bạn ạ. Nó rất khó bắt tôi, chắc cũng cả sáng cũng ở lại để vô địch chứ. Quả đấy mất. Không thể là Vinh được cầm dùng mâm mà nó chặt bóng tennis thì nó ăn cốc rồi các bạn ạ. Đây là một và một quả xin kia quả phòng nhá, xin háng được 30. Gọi quả thứ hai tôi sẽ đá theo kiểu thợ xây vừa đã phải đinh nhá. Thợ xây vừa kiểu xuống giáo phải dẫm ngay phải cái đinh 10. Giờ tôi sẽ đá kiểu đấy nhá. Ngã phải đinh 10 chứ vẫn phải xây cơ ạ. Ôi chát kìa. Ui da. Không vào. Văn Ngoan này bắt sai lầm rồi các bạn. Quả sút tồi tệ thế các bạn. Tôi bảo cho mình đần thế này. Cái là chứng tỏ là thợ xây không ăn thua rồi. Bây giờ tôi sẽ thúc theo kiểu phụ hồ nha các bạn nhá. Đá vữa. Phụ hồ bây giờ kiểu đảo vữa. Đó, ngày xưa dùng xẻng hất nhá. Rồi. Thứ ba của bác Ngoan các bạn ơi. Thứ ba. Đảo lại. Rồi, đảo vữa các bạn ơi. Thôi, chuẩn bị đây. Ui. Ui, các bạn ơi. Bắt đi em ơi. Phòng mà mạnh thế mà nó chạm được rồi. Vẫn bật vào luôn các bạn ạ. Ngược vừa là sức mạnh thật các bạn ạ. Được. Nhưng mà nếu mà cái mâm to là ăn đấy nhỉ. Tôi chỉ cho hai quả sau Băng Ngọt bắt sai lầm để tôi về đích cho các bạn ạ. Ok các bạn ơi. Em bắt giỏi em phải cản phá chứ sợ người ta bắt sai lầm. Các bạn ơi. Các bạn ơi, nếu mà bắt đăng thủ môn mà muốn vô địch này thì cho cầu thủ sút. Mắc sai lầm. Mắc sai lầm thì mới thắng được thôi. Còn nếu mà sút chuẩn 5 quả vào quả 5 nha các bạn nhé, nếu mà không mắc sai lầm. Rồi. Rồi, quả thứ tư của Băng Ngọt. Bây giờ Vinh phải thấy tay thích là sút theo kiểu gì? Quả thứ tư này. Quả tư xem. Đang chào đằng cây đi. Hả? Đang chào đằng cây. Đang chào đằng cây. Ừ. Cây trợn đấy nhỉ. Cây trợn đấy nhỉ. Ui. Ui. Trời ơi, bác ngoài đây. Đang chào đằng cây không ấy rồi. Thả nó phòng cổ thân nó các bạn. Đây là video đầu tay của nó. Bây giờ tôi mà sỉ nhục nó tại đây thì các bạn lại nói thôi. Thật, mang tiếng. Thật. Thế cây của ấy sút thế nào? Vậy là 4 quả này bác ngoài đã trượt 2 quả nha, thì cơ hội phòng là người vô địch rất là cao các bạn ạ. Thôi các bạn ơi, quả này không nói phép được, đá nhẹ để vào nhá. Thôi, được chưa? Thôi. Chào ơi. Thôi. Cái quả kia là tôi tấu hài thôi. Các bạn, nếu mà đá quả thì bóng này khó bắt mà. Tôi thật câu thế, thế là phòng 5 vào 3. Vào 3. Vào 3 các bạn. Thế là rất là mạnh phòng ơi. Cơ hội chiến thắng rất là cao. Quả thằng Vinh thật sự cái mâm này to nhưng mà đá bóng quả tennis rất là nhỏ, chắc Vinh không bắt được các bạn. Vinh lợi thế quá các bạn.
Vậy là phòng bị thủng lưới 3 quả thì cơ hội phòng chiến thắng rất là cao. Vinh, giờ đến lượt Vinh bắt gôn với cái quả mâm to này. Cái này tôi ăn chặt các bạn. Em ơi, quả mâm to nhưng mà quả tennis nó lại rất là nhỏ. Và em bắt gôn là em không biết bắt nữa. Anh ơi, em đỡ, xuống xe em đỡ này, em đang ra. Ui. Không, quả tennis này nếu bắt ngọt đá hẳn hoa thì 5 và 5 vẫn rất là cao. Cấm vào. Các bạn ơi, thì cơ hội Vinh chiến thắng rất là cao nhé. Vì Vinh cầm cái mâm rất là to và băng hoạt xuống của bóng rất là nhỏ. Thì đòi chế của Vinh rất là cao các bạn nhé. Cũng khó các bạn, cũng khó. Băng hoạt chơi chiến thuật, quả này chỉ sút sạt. Các bạn ơi, thì đúng là ông trời có mắt thật các bạn. Sinh ra quả nhỏ này nó lại còn sinh ra cái mâm to. Đúng kiểu như trong phim đi nhỉ các bạn nhỉ. Các bạn ơi. Em ơi. Bác anh Côn bảo là bác Ngọt đá sẹt, bác Ngọt không sút sẹt đâu. Khả năng bác Ngọt vẫn sút mạnh, bỏng được nhá. Để cố tình sút vào mặt tôi để tôi tím mắt đúng không? Thì tôi cứ nửa bắt nửa sẹt nửa cao nhá các bạn nhá. Rồi, ok. 5 quả thì khả năng 5 quả 5. Quả đây. Quả đầu tiên là tôi nhá. Quả tôi sẽ đá theo kiểu chân tháo rồi. Vinh mạnh thế. Vinh chơi có lợi thế. Em cầm mâm rất là to. Nó không biết là bị á. Ừ, khả năng nó bắt được đấy các bạn. Công Vinh rát chết nhưng mà nó cầm cái mâm đấy nó tăng thêm độ ấy. Nó hiểu rất là nó rất là mạnh dạn nha các bạn nhé. Nguy hiểm mạnh thế. Bây giờ kiểu gì bác sút? Rồi. Nó là thế cái mâm á. Rồi. Bây giờ đá theo kiểu gì nhớ? Anh sút theo kiểu kháo vợ đi. Hả? Kháo vợ. Kháo trái gì? Kháo trái. Sút theo kiểu kháo vợ nhá. Mày ơi, bắn đi Vi ơi, chúng tôi anh Côn đó à. Con không nhìn thấy gì đâu. Bắt được các bạn, bóng điện thế, đúng đúng mà. Các bạn, bóng này nó đi thẳng, nó có điện đâu. Em không đúng, nó xoáy ra dài, anh dài. Anh còn bắt điện, nó phải không? Rồi, các bạn ơi, như vậy là 2 và 1 nhá. Vinh nó mạnh đấy. Bây giờ sang kiểu thứ hai là chiều theo ý thằng Hiếu. Hiếu mày thích tao tán theo kiểu gì? Kiểu kỵ ghét của anh Côn ấy. Thôi. Rồi đến quả thứ ba bác Ngọt chứ. Rồi, đây là tôi ví dụ, đấy là tôi quý vị 2 ngày không tắm đây. Đấy. Vinh đã, Vinh nó nghe anh nhé nhỉ? Vinh anh nhưng mà ơi tổ trẻ các bạn ạ, đây phải tôi mà bốc đi bơm thế, tôi bắt cả 5 quả băng quạt. Quả đá là gì rồi nhá? Như vậy, làm mấy hồi Phong ơi? Bây giờ 3 và 2 các bạn nhá. Rồi, thì sang đá quả thứ 4 nhá. Bây giờ Hiếu mày thích ta tố hài kiểu gì, em đá theo kiểu gì? Kiểu bò nhảy bò ấy. Bò nhảy bò á, rồi. Ok nhá, phải bò nhảy bò nhá. Không gọi là nếu mà đá vào thì khó bắt thật. Tôi cứ đóng hết cỡ cho nó buồn cười. Nhưng mà cái bình mầm to đấy mà không loại ra nó được chưa tay thế này, chưa tay thế này là ăn các bạn ạ. Quan trọng là nó bóng nó nhỏ đi nhanh nó khó thật. Có bóng đi nhanh đi anh ơi. Anh tư tưởng nhá, dễ à? Bốn hộp. Quả thứ 5 này, quả thứ 5 này anh nhảy kiểu gà mái phủ gà trống ấy. Gà mái ngửi hoa trống á? Ờ. Khó nhỉ. Nếu mà quả thứ 5 này bác Ngọt vào thì tôi là người vô địch chứ các bạn nhé. Ok các bạn ơi, chắc chắn nó vào. Lên, rồi. Rồi. Gà trống phủ gà mái hay gà mái phủ gà trống, bắt đầu. Bên này. Bên này. Tôi còn bắt cho mày, thế tôi là người vô địch chừng gì? Em ơi, còn anh là 2 cho là vô địch. À thế hả? Rồi là 5 vào 3. Rồi, thế là 100 rồi các bạn. Vậy là clip hôm nay là tôi Vinh là đồng vô địch nhé các bạn nhé. Thì các bạn thấy có lấy clip của tôi hay thì các bạn hãy like và chia sẻ, ủng hộ kênh tôi nhé. Thì xin chào các bạn.